Tại sao an ninh sân bay thường yêu cầu chúng ta lấy laptop ra khỏi hành lý? Để yên laptop trong hành lý thì ảnh hưởng gì tới an ninh? Gần như tất cả những ai thường xuyên di chuyển bằng đường hàng không đều đã từng một lần được các lực lượng an ninh sân bay yêu cầu lấy laptop, máy tính xách tay ra khỏi hành lý trước khi soi chiếu. Vậy lý do là gì? Đó là vì sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ, việc bảo đảm an ninh sân bay ở nước này cũng như nhiều nơi khác trên thế giới đã có những thay đổi đáng kể. Trước vụ khủng bố nói trên, bạn có thể đi qua cửa kiểm tra an ninh với một chiếc túi xách chứa đầy những thứ cho một cuộc dã ngoại bao gồm cả một con dao. Và đây là cách những tên khủng bố ngày 11 tháng 9 mang vũ khí lên máy bay. Sau ngày đó, các quy trình an ninh trên toàn thế giới đã thay đổi. Bất kỳ thứ gì có thể được coi là vũ khí đều sẽ bị tịch thu. Trên khắp thế giới, hành khách đột nhiên được yêu cầu đặt giày dép, thắt lưng, áo khoác, ví, chìa khóa, smartphone, điện thoại thông minh, smartwatch, đồng hồ thông minh, laptop và bất kỳ thứ gì có khả năng trở thành một trái bom tự chế lên khay an ninh để soi chiếu. Các yêu cầu này đã kéo dài trong vài năm và với việc các công nghệ an ninh tiên tiến hơn được triển khai, một số quốc gia đã bắt đầu không yêu cầu bạn phải tháo giày khi đi qua cửa an ninh. Vậy tại sao chúng ta vẫn phải mang laptop ra ngoài hành lý xách tay? Lý do chính khiến bạn phải lấy laptop ra khỏi hành lý là vì pin và các phần cứng khác quá đặc để tia UV có thể xuyên qua một cách hiệu quả và đặc biệt là nếu máy soi chiếu đã cũ. Điều tương tự cũng xảy ra với dây nguồn và các thiết bị công nghệ khác như tablet, máy tính bảng và máy ảnh. Nếu những thứ này vẫn ở trong túi xách, lực lượng an ninh sẽ không thể soi chiếu được những hình ảnh đủ rõ nét nhằm xác minh độ rủi ro bên trong hành lý. Khi đó họ sẽ phải kiểm tra bằng tay, điều ảnh hưởng lớn tới thời gian. Sẽ dễ dàng hơn nhiều cho lực lượng an ninh nếu tất cả các thiết bị kể trên được bỏ ra ngoài hành lý trước khi soi chiếu. Việc soi chiếu riêng các thiết bị này cũng hiển thị các thành phần bên trong của chúng và nếu có gì nghi vấn, lực lượng an ninh có thể yêu cầu hành khách khởi động chúng để loại bỏ nguy cơ đây là một thứ gì đó khác. Được biết, một số sân bay đã nâng cấp tính năng quét 3D cho phép hành lý qua soi chiếu mà không cần phải bỏ laptop ra ngoài. Và nếu gần đây bạn không bị yêu cầu lấy laptop của mình ra, thì có thể là tính năng nói trên đã được áp dụng cho lực lượng an ninh tại sân bay đó.